Xin chào các bạn Hôm nay là Autopress Rất có may mắn là được Lái thử Một chiếc xe điện mới nhất Hay nhất Và đang được Sự quan tâm Gây tò mò rất là lớn Là một loạt những cái giải sản phẩm Của LQ, LQ gần đây Của Mercedes-Benz Thì gần đây là họ vừa mới đưa ra ba chiếc LQ ba chiếc xe điện mới nhất là LQB EQE và LQS là nó nằm ở ba cái phân khúc súp mà cỡ vừa, cỡ trung và cỡ lớn thì đây là chiếc EQ EQE ờ, nó làm con súp 5 chỗ. Còn lớn hơn nó là EQS là 7 chỗ. Thì EQE này thì Autocorrect thấy rằng là nó phù hợp nhất Nó có lẽ là nhiều thứ hay ho nhất Nhiều những cái giá trị nhất so với cái khoản tiền bỏ ra chiếc EQE này thì nó có mức giá là 3 tỷ 999 tức là 4 tỷ thì sau, khi so sánh nhanh với cả uh, chiếc EQB cũng như là EQS thì thực sự EQS thì là 5 tỷ thì mình thấy rằng là uh, mua EQE này là hợp lý nhất bởi vì là rẻ hơn 1 tỷ nhưng mà rất là thú vị là nó lái hay hơn thực sự là nó lái hay hơn nó có cái sự linh hoạt hơn xe nó nhẹ nhàng hơn và nó cũng có đầy đủ tất cả những thứ mà mà mọi người hay 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 lấy ra để so sánh với dụ thứ từ, từ công phất động cơ này số lượng pin này rồi là cái giải tốc độ đi này rồi là mức thậm chí là cái việc tăng tốc của chiếc xe này là còn hay hơn nhanh hơn cả LQS rồi là cái việc sạc nó cũng nhanh hơn À, còn những cái mà rất hay ho là ví dụ như là về 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 công, về công suất về động cơ thì công suất thì nhỏ hơn một chút xíu thế nhưng mà cái bố trí về motor điện bố trí về hệ thống dẫn động thì lại cũng không thua kém gì EQS nó cũng dẫn động cả hai cầu tức là cả cầu trước cầu sau nó đều có hai motor riêng riêng biệt à, về công suất điện thì nó chỉ nhỏ hơn một xíu thôi ví dụ như EQE này thì à, nó công suất của nó là 300 kW tức là nó tương đương với khoảng 400 mã 400 mã lực còn EQS thì nó là 300 hơn 300 hơn 300 ba thì nó rơi vào khoảng 403 440 mã lực. Đó, nhưng mà cái sức kéo cái cái Newton mét sức kéo ấy, thì nó lại ngang ngang nhau, cùng là 825 830 Newton mét. Đó, và nó sẽ có một cái điểm hay làm làm cái điều ấy nó không phải vô lý bởi vì thực ra chiếc xe này nó chỉ nặng có 2 tấn rưỡi, còn con LQS thì nó nặng tới 2 ,8 tấn 8. Cho nên là có lẽ chính cái sức nặng À, nó làm cho cái công suất của xe, cái mức độ sử dụng của của xe nó sẽ à, mặc dù đắt tiền hơn nhưng mà nó nó lại kém hơn. EQS à, FQ, thì nó chỉ hơn một 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 chỗ một cái điểm là nó có 7 chỗ, tức là nó có thêm cái hàng ba. À, châu Âu nó gọi là cái hàng dành cho trẻ con. họ thì thực ra Tôi nói thật là nếu mà những cái người mà bỏ ra 4-5 tỷ thì chắc là cũng chẳng mấy khi mà mà mọi người lại mua một cái xe chỉ vì là để nhồ nhét bảy người. Thì thực ra EQE này với 5 chỗ là đã, đã quá sung sướng rồi. Xe à, điện thì nó có một cái đặc tính rất là hay là do cái kết cấu của động cơ, kết cấu của các hệ thống cơ khí nó được giảm thải tiểu rất là nhiều cho nên là cái trục cơ sở của nó nó được, tận dụng tối đa rất là lớn. Ví dụ như chiếc EQE này thì cái trục cơ sở tức là cái cái khoảng mà để tạo ra cái độ rộng của cabin ấy, nó, nó, lớn vô cùng, nó là lên tới 3 m, 3, 3 mét m bác các bạn tưởng tượng là 3 mét của cái trục cơ sở thì nó sẽ tạo ra cái cái không gian ngồi nó, nó rộng rãi như thế nào. À, còn cái vs thì à, đắt hơn 1 tỷ nhưng mà cái trục cơ sở nó chỉ là khoảng 3m2 đấy nó chỉ thêm một, một chút xíu thôi nó còn phải để dành cho cái hàng thứ hàng thứ ba à, còn một cái thứ mà à, nếu mà nói về về thiết kế về, về về design thì nói thật ra là xe điện thì cho đến thời điểm này nói thẳng ra là nếu mà gọi là để đẹp thì cũng tôi tôi thấy rằng nó chưa có xe điện nào gọi là nó đẹp cả nhưng mà, bởi vì là đã làm xe điện thì thực ra bây giờ người ta sẽ à, tạo ra một cái gọi là một cái vật thể nó tròn trịa nó muốt một muột ra nó không có một cái gì gọi là gai góc của cơ khí ngày xưa cả à, nhưng mà dù sao thì Mercedes Benz thì họ cũng sẽ vẫn cố gắng tạo ra một cái thiết kế mà để phục vụ cho giới trẻ phục vụ cho cái thẩm mỹ của giới trẻ bây giờ à, ví dụ như các bạn còn nhìn thấy ngay cả cái bộ cái lưới này cái ca lăng của xe điện thì đương nhiên là nó đặc rồi nó không có cái thoát gió nó chưa gì ở đây đâu À, tuy nhiên nó có một cái nhận diện này để cho các bạn có thể uh, khoe có thể tự hào đây luôn con logo to như cái nồi đó và đây là hàng trăm những cái logo nhỏ là những cái cánh sao nó tạo ra một cái bầu trời sao đó. nhìn thì cũng hay thế nhưng mà à, nếu mà nhìn những uh, người nào mà kỹ tính ý, thì rõ ràng là cảm cái đầu nó sệt nó trùn như thế này thì thực sự là tôi cũng chưa thấy là nó đẹp ở chỗ nào cả nhưng mà về mặt công nghệ thì nó rất là ổn công nghệ nó gần như là phun toàn bộ những cái chỗ này mình có thể chỉ cho các bạn thấy các bạn có thể thấy rất rất nhiều những cảm biến xung quanh để nó tạo ra một cái hệ thống uh, preset một cái hệ thống uh, an toàn chủ động uh, rất là nhiều thứ uh, rồi làm một cái nữa hệ thống đèn hệ thống đèn của Mercedes Benz thì từ xưa nay cái đèn thông minh của công theo công nghệ của Mercedes là đèn ma trận thì cũng đã matrix này rồi đèn digital light này thì nó rất là thông minh rất là hay rồi thì đặc biệt đến cái đời EQ EQ này thì làm cái công nghệ đèn thông minh của Mercedes nó sử dụng hàng triệu cái cái đường lai gương tức là họ dùng hàng triệu những cái nói nôm na họ dùng hàng triệu những cái mảnh gương để tạo ra những cái 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 đường chiếu sáng và có thể thay đổi được nó có thể thay đổi được các cái góc chiếu sáng để phục vụ cho cái công nghệ đèn thông minh là nó có thể tự động cụp này, xòe này, lách hướng này, rồi tạo ra cuồng sáng lớn, cuồng sáng nhỏ này, rồi có thể là đánh một cái tia sáng tới một cái điểm mà xe cần người lái cần phải quan sát dụ như là biển báo giao thông hay đường cua hay là những cái đối tượng mà xe nó phát hiện thấy ở trên đường nó sẽ tạo ra những cái luồng sáng tập trung tới những cái cái chỗ mà người lái cần thiết. À, phải quan sát tức là hệ thống đèn thông minh này nó nó giống như mắt người là chúng ta sẽ được cái hệ thống đèn này khi mà đi buổi tối nó sẽ tăng cường cái độ sáng và nó tạo ra cái tia sáng tới những cái nơi mà chúng ta cần Một cách rất tự động nó rất là, là thông minh ở chỗ đó thì đấy là một cái điển à, khá là thú vị à, và à, mà rõ ràng là với khẩu hình là một chiếc SUV thì các bạn có thể thấy à, gầm nó cao à, mâm lốp lớn EQE này thì có bộ mâm là tới 20 inch bộ mâm 20 inch khá quách và các bạn cũng có thể thấy tôi có thể đỗ được ở ngay trong một con suối một cái con suối là chúng tôi có thể đi được qua suối nước rất là thoải mái không vấn đề gì cả có thể leo gách bánh lên trên một cái gờ đá đó và do là xe điện thì cho nên là cũng không có ngại ngùng gì những cái chuyện mà nước dựng vào các cái khe hút gió để thủy kích để vỡ máy nọ kia mặc dù là rõ ràng là chúng ta cũng không có bao giờ khuyên nhau Xu nhau là đi vào những cái chỗ mà quá nguy hiểm để làm cái gì bởi vì điện thì điện Nếu chúng ta có ngập nước quá thì những cái kết cấu về vật lý về thiết bị nó cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ không phải không nhưng mà dù sao nó yên tâm hơn rất nhiều so với xe xăng truyền thống à, một điểm nữa là chiếc xe này có vô cùng nhiều những cái camera và cảm biến để nó phục vụ cái điều gì nó phục vụ trong một cái việc là dòng EQE và EQS nó có cái hệ thống preset rất là thông minh và phải nói là nó 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 có quá nhiều những cái cái tính năng gọi là hỗ trợ một cách chủ động về vấn đề an toàn cho người lái nó hỗ trợ đến cái mức độ thực ra mình nhiều khi nó hỗ trợ đến cái mức độ là nếu trong cái điều kiện giao thông quá là đông đúc quá là là bát nháo quá là nó hỗn hỗ loạn như ở Việt Nam chúng ta ấy, thì thì thực sự một sự mà nói là cái sự thông minh đấy của nó nó hơi quá nó có thể là sẽ gây ra một cái sự khá là là rất là đầu rất là, là bất tiện mặc dù nó nó vô cùng là là chăm sóc cho chúng ta về mặt thông minh bởi vì người Đức họ luôn luôn đặt cái tiêu chí cũng như là người người châu Âu nói chung là đặt cái tiêu chí an toàn lên hàng đầu thì cái điều đấy chúng ta cũng, cũng đặt phải chấp nhận thôi nếu các bạn không thích thì các bạn có thể tắt đi khi mà đang chạy xe à, tức là hàng loạt những camera cảm biến này đặc biệt là nó còn có những hai camera ở trên 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 phần gương này kìa đó hai ba camera để nó có thể soi chiếu nó có thể bắt toàn bộ những cái đối tượng xung quanh xe chứ không cứ chỉ có đầu xe nhá thậm chí kể cả những đối tượng đang chuẩn bị tạt đầu tạt chéo nó cũng có thể đoán được và nó luôn luôn đưa ra những cái lệnh cưỡng bức một cách chủ động để làm cho cái xe có thể chậm lại dìm phanh lại hoặc thậm chí phanh đứng luôn hẳn lại để tránh cái việc mà chiếc xe này va chạm vào những cái đối tượng nguy hiểm kia, thậm chí là đến mức độ là kể cả chúng ta là người lái chúng ta có có cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tránh được cái việc đấy nhưng chiếc xe này nó thấy rằng là đó là một cái tình huống nguy hiểm nó cũng tự động nó chủ động nó nó dừng cái xe lại hoặc là nó sẽ phanh rất là sâu cái xe xuống. Thì đó là cái điểm về mặt an toàn thì rất là tuyệt vời nhưng mà về mặt sử dụng thì nói thật là ở Việt Nam Cụ thể là ở Việt Nam thôi thì nó cũng hơi hơi khá là bất tiện và nhiều khi nó sẽ gây ra cái cái sự hơi hoảng hốt nếu như đối với những cái người mà mới sử dụng xe hoặc là những người mà mới leo lên chiếc xe này lái lạ. Đó. thế còn với những người mà, mà sở hữu một thời gian dài hoặc là đã sử dụng cái xe này quen rồi thì tôi cho rằng là cũng sẽ dễ làm quen với cái 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 hành động mà gọi là bảo vệ một cách cưỡng 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 bức đến mức độ như thế nhưng mà dù sao thì nó cũng cũng được một cái lợi ích là nếu như nhỡ mà có 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 xảy ra vấn đề gì thì nó can thiệp rất là mạnh thì ít ra thì chúng ta cũng không tốn tiền đúng không ạ à, chiếc xe này nó có một số những thông số các bạn có thể à, tham khảo à, thứ nhất là đấy như tôi nói lúc nãy nó có hai motor độc lập kéo cả cầu trước cầu sau để nó tạo ra cái hệ dẫn động à, e như là formatic nổi tiếng của Mercedes Benz nó có công suất là tới à, 3, 330 300 gần 40 mã à, sức kéo của nó hơn 800. Đó, rồi là cái khả năng tăng tốc của nó, khả năng tăng tốc của con này là từ 0 đến 100 km giờ nó chỉ hết có khoảng 4.8 4, 4 giây 8 hoặc 5 giây là cùng. Nó thậm chí nó tăng tốc còn nhanh hơn cả con mà đắt tiền hơn nó là con EQS, bởi vì nó nó nhẹ hơn đúng không ạ? Rồi, à, một cái nữa là xe điện thì luôn luôn các bạn sẽ hay quan tâm đến cái chuyện sạc đúng không ạ sạc thì thực ra bạn này thì bạn đi sạc thì cũng rất là ổn cũng không có vấn đề gì cả nó có hai cái phương 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 pháp sạc truyền thống của hồng với các xe điện nào cũng thế là một nếu như các bạn mà có những cái trụ sạc gọi là trụ sạc xịn trụ sạc dc nguồn điện một chiều công suất cao thì chiếc xe này nó sạc rất là nhanh từ 0 tới 80% pin nó sạc chỉ trong vòng có 32 35 phút đó. nhưng mà tất nhiên những cái trụ sạc như đó, đấy thì không thể nào có sẵn được nó chỉ có ở một số những cái điểm những cái đại lý những cái showroom chính hãng của ngạc sếp ben thôi nhưng tất nhiên thì uh, nó cũng không phải là ít nhưng mà dù sao nếu mà muốn sạc nhanh như thế các bạn phải tới những cái điểm sạc lớn đó còn ngoài ra nếu mà muốn sạc thông thường thì uh, chiếc xe này nó hoàn toàn có một cái bộ sạc đi theo, theo xe thì các bạn có thể cắm vào những cái cây uh, sạc uh, phổ thông hơn là dùng điện AC, dùng điện hai chiều bình thường hoặc là điện đặc biệt là như nếu mà những cái nguồn điện ba pha có thể tạo lắp một cái, cái cụm điện ba pha sạc cắm ở nhà thì nó sạc chiếc xe này nó sạc cũng mất khoảng chừng 9 tiếng. Đây, từ 0 cho tới 100 full pin. Nếu đấy các bạn có thể mua cái bộ sạc AC điện cắm điện ba ba pha vào đó thì đi theo cái bộ sạc gọi là sạc phổ thông sạc tiêu chuẩn đó thì nó sẽ sạc mất khoảng 9 tiếng còn một cái nữa là nếu như cung lắm cung lắm thì các bạn vẫn có một cái phương án pha sạc nữa là sạc một cách rất là là gọi là, là tận dụng các bạn có thể cắm trực tiếp thẳng vào ổ điện của dân dụng của nhà đó các bạn có thể cắm thẳng thoải mái vào ổ điện ở nhà sạc thông qua gọi là một cái bộ nguồn phổ thông dân dã dạ nhất thì tất nhiên sạc như thế thì nó sẽ rất là lâu mà các bạn có khi phải gọi là mất cả một đêm đấy phần nó phải mười mấy tiếng nó mới có mới có thể sạc đẩy được đó thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái hệ thống sạc nó cũng không quá là phức tạp đúng không ạ và cái điều quan trọng nhất là chiếc xe này nó có khả năng chạy trong một lần sạc đầy pin là nó chạy được trên dưới 500 km đường dài vậy thì với 500 km đường dài thì nói thật ra là với cái nhu cầu sử dụng bình thường của người Việt Nam thì nói thật ra là cũng thế là tạm đủ tạm đủ ví dụ như các bạn đi Đà Lạt thì các bạn có thể chạy một leo từ Sài Gòn lên Đà Lạt và vứt cái xe đó cắm sạc là có thể thoải mái không phải lo lắng cái chuyện là phải sạc giữa đường đó thì ít nhất một cái quãng đường uh, du lịch tiêu chuẩn là các bạn hoàn toàn có thể không phải lo lắng gì cả đó uh, còn ví dụ như EQS LQ, nó đắt hơn thì cái giải tốc giải quãng đường nó sẽ lớn hơn nữa nó có thể là chạy lên tới 620 sau gần 615 620 km một quãng đường dài À, còn đương nhiên tùy theo cái mức độ chạy tùy theo giao thông thì cái con số đó nó có thể sẽ xây dịch nó sẽ nó sẽ xây dịch nó sẽ thay đổi à, 50 hoặc cho đến tầm 100 km thế nhưng mà dù sao đi nữa 400 500 600 km quãng đường dài là cũng tôi nghĩ là cũng đã phù hợp còn ở bên trong xe thì à, làm một chiếc xe điện đặc biệt là một chiếc xe điện mà mà thể hiện à, cái giá trị công nghệ cái lifestyle cái văn hóa sử dụng phương tiện thông minh của thế hệ người tiêu dùng mới thì đương nhiên nó sẽ có rất nhiều những cái cái sự thay đổi mới nó sẽ có rất nhiều những cái cách sử dụng rất là lạ mà nói thật ra là khi mà mua xe điện các bạn phải xác định rất là rõ ràng là chúng ta sử dụng đang sử dụng một cái đồ chơi thông minh mới chúng ta đang di chuyển với một cái phương thức mới thì các bạn mới không cảm thấy là sốc và thậm chí sẽ không cảm thấy là bực mình vì nếu như các bạn mà bước vào trong xe lái chiếc xe này mà các bạn vẫn suy nghĩ với cái cái tư duy là chúng ta đang muốn lái một chiếc xe như chiếc xe xăng truyền thống bình thường nhưng là bây giờ nó chạy bằng cái nguồn nhiên liệu mới thì chắc chắn các bạn sẽ sốc và thậm chí là các bạn sẽ còn cảm thấy rất là bực mình bởi vì lái một chiếc xe điện nó có những cái tiêu chuẩn khác nó có những cái cách lái rất là khác và nếu mà với những người mà không nghĩ thoáng ra một chút ấy, thì sẽ cảm thấy rất là cáu và thậm chí là sẽ thấy rằng là lái chiếc xe điện mới này thậm chí kể cả là lái chiếc EQE này chẳng nữa cũng cảm thấy rất là bực mình và rất là khó chịu thì cái điều này nó có liên quan cả đến vấn đề an toàn. Một lát nữa ở trong xe tôi sẽ 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 chỉ cho các bạn thấy nó có cái sự khác biệt như thế nào và chúng ta uh, nghĩ khác đi thì chúng ta sẽ cảm thấy là uh, chúng ta dùng nó vui vẻ hơn còn nếu mà chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta đang lái một cái xe xăng thì tôi nói thật với các bạn luôn là cực kỳ khó chịu. Ừ. À. Hàng ngồi bên trong một khối pin bốn tỷ cái cảm giác là ngồi trong một cái khối thép nặng hai tấn rưỡi chưa có người chưa có đồ ở dưới mông là một cái bách pin vào hai cái motor một chiếc xe điện một chiếc suv điện luxury cái cảm giác là như nào khi mà ngồi vào cái xe điện thì ngay lập tức các bạn phải nghĩ rằng là các bạn đang ngồi trong một cái đồ chơi, ngồi trong một cái phương tiện công nghệ, ngồi trong một cái một cái hộp công nghệ, cái hộp thông minh và cái quan trọng nhất ấy là các bạn hãy quên cái việc là chúng ta đang lái một cái xe mà cái động từ lái là 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 chủ động chúng ta không nên kỳ vọng chúng ta sẽ lái sướng như thế nào chúng ta sẽ vận hành cái xe đấy nó theo cái tính chất gọi là driving hay là gì đó chúng ta quên quên ngay đi chúng ta nên nghĩ rằng là đây là chúng ta đang chơi một cái món đồ chơi và xung quanh chúng ta nó lắp đầy đủ tức là mọi nói nôm na là nếu như lái cái xe xăng bình thường cái lái xe xăng Mercedes-Benz hạng sang thì các bạn có thể nên trải nghiệm những cái việc vặn nút này bấm nút này rồi đạp ga này rồi đánh lái này hoặc là các bạn sướng ở những cái điều đó thì ngược lại lái một cái xe điện mà đặc biệt là một chiếc SUV điện của mẹ thì các bạn nên tận hưởng cái thứ khác đó là xung quanh các bạn có chi chít những cái icon chi chít những cái tính năng mà nó thật ra là người già như tôi nó hoa hết cả mắt lên nó dối hết tinh hết cả mắt lên nó không khác gì như kiểu là các bạn có một đứa cháu đứa con nhỏ nó nghịch một cái ipad ở xung quanh các bạn và nó mở 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 chấm hàng ngàn những cái app ra và nó hoa hết cả mắt lên thì có thể đối với các bạn trẻ điều đấy là cái điều rất là tuyệt vời và thú vị đúng không ạ à, xung quanh các bạn có vô vàn những cái app thông minh vô vàn những cái thứ mà để các bạn thò tay ra các bạn chỉnh các bạn kéo các bạn quệt các bạn đổi cái màu này đổi cái màu khác chỉnh cao chỉnh thấp tăng độ dài lên rồi giảm à, những cái góc phát loa âm thanh ở từng cái góc 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 một bởi vì các bạn biết là cái hệ thống loa Boommaster của cái dòng Aqua này nó có tới 15 loa và nó tổng công suất nó lên đến hơn 700 w thì nó tha hồi cho các bạn chỉnh trọt đó các bạn có thể nhìn thấy ngay vừa vào một cái đập vô mắt là nguyên một cái bệ tablo lô nhãn thín phẳng view bóng nhảy lên như là một cái cái cái, cái 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 sản phẩm công nghệ một cái smartphone và nguyên một cái màn hình một màn hình to phải gọi là to to tổ bố luôn nó đẹp và nó nó sáng quắc lên và nó chi tiết những cái màu sắc rất lung linh của những cái app thông minh để cho các bạn sờ chạm tuy nhiên à, thực sự nói nếu mà mà gọi là xét về cụ thể về vấn đề là lái xe đặc biệt là khi mà lái xe trên đường ấy, thì tôi nói thật là à, các bạn nên điều chỉnh cái gì thì các bạn điều chỉnh từ trước trước khi chạy xe nhưng còn khi mà đang chạy xe thì thì rõ ràng là cái việc chuyển sang để chỉnh cho những cái ai cần cảm ứng những cái app thông minh ở trên này là mắt các bạn sẽ bị lơ đãng ra khỏi đường thì cái điều ấy là rất là nguy hiểm đó mặc dù là cái 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 màn hình các bạn có thể nhìn thấy nó đẹp vô cùng nó nó tạo ra cái sự hấp dẫn cho người ta có thể để sờ và để có thể setting để điều chỉnh nó rất là tuyệt vời trong cái chuyện gọi là công nghệ. thế nhưng mà lái xe thì hãy cẩn thận cái điều đó. đó. Còn về mặt nội thất, về vật liệu thì uh, uh, rõ ràng là cái luxury, cái tiêu chuẩn luxury mới bây giờ nó có cái cái sự khác biệt thật. Uh, mặc dù da thì đương nhiên là cũng là da thôi, uh, nhưng mà cái tôi cảm giác cái chất lượng da nó không không được dày dặn, nó không nó cổ điển, nó không cũng như là những cái dòng xe xăng cũ da nó vẫn vẫn là là da mềm nhưng mà cái độ lì cũng như là các cái đường gân nó phải ít đi nó nó có phải ít đi và đặc biệt là cái vô lăng cái vô lăng của cơ này thì nó rất to cầm thì cũng mịn cũng vừa tay thế nhưng mà nó khá to cầm cái vô lăng to như này thì nói thật ra là nó cảm giác là nó không không được nói như nào nó to quá đôi khi to quá thô quá nó cũng không phải là cái điều gì tinh tế đấy đúng rồi nó nó chứ cái cái vô lăng mà của E-Class 250 hay là E300 chẳng hạn nó nhỏ hơn nó xinh hơn rất là nhiều và nó có những cái đường gân đường chỉ theo cầm vào nó mềm lắm họ à, thế nhưng mà ở bù lại ở trên cái bề mặt vô lăng này nó chi chít những cái nút à, được thiết kế theo cái dạng phím piano okay, bằng cái nhựa bóng à, rồi là chrome chrome bóng khá là ổn chỉ trừ cái phần ốp còi này thì thì thực sự mà nói là nó hơi thô cái phần nhựa ốp còi này nó cứ nó cứ thế nào tôi chẳng biết phải tả như thế nào à, và có một điều nữa toàn bộ cái mặt tam lô nó được ốp một cái lớp gọi là vân gỗ sờ nó gân và nó tạo ra một cái về cái 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 cảm giác là gọi là có gỗ trông cũng hay và cái phần da thô mà ốp xung quanh này thì không cần nói gì, gì, nữa cũng tạo ra cái sự thơm tho gọi là ngon lành à, những cái chức năng về chỉnh ghế này rồi tựa tay này rồi chrome gân này thì nó cũng giống theo đúng cái truyền thống của Mercedes thôi vẫn là chỉnh ghế bằng cái núm gạt trên thành cửa đó. À, có một điểm lưu ý các bạn Hãy nhớ là thứ nhất là Mercedes-Benz thì luôn luôn là có cái hệ thống điều chỉnh cần tiện số thì nó không phải nằm ở trên cái bệ trung tâm bệ điều khiển nữa mà nó đưa đưa lên thành hai cái tay giống hệt như là cái tay chỉnh đèn đóm rồi gạt nước họ cái điều này chắc là nhiều bạn cũng biết rồi họ gạt lên gạt xuống chỉnh tiến lùi P và có một điểm lưu ý ở xe điện có một cái sự khác biệt trong cái vấn đề truyền động cũng như là hoạt động cho nên là nó công sẽ thay đổi rất là lớn là như này hai cái núm gẩy ở đằng sau lăng bình thường chứ các bạn sẽ luôn luôn nghĩ rằng là nó sẽ là cái theo truyền thống nó là cái cần số tay đúng không ạ là cái lẫy lẫy chuyển số tay nằm đằng sau vô lăng nó cũng có cộng và trừ tuy nhiên ở xe điện thì đặc biệt là ở EQ hay là ở tất cả các dòng EQ của Mercedes-Benz xe điện thì hai cái lẫy cộng trừ ở đằng sau vô lăng này nó không phải là chuyển số đâu các bạn lưu ý cộng và trừ ở đây nó là cái hai cái lẫy để thay đổi cái mức độ của cái tính năng thu hồi năng lượng khi mà phanh hoặc là khi mà buông ga đó nói nôm na là nó có thể nói rằng nó thay đổi cái lực cái lực ghi của xe khi mà các bạn phanh hay là khi các bạn buông ga khi buông ga ra thì đương nhiên là cái thu hồi năng lượng nó sẽ tác động vào chân phanh, nó sẽ dìm cái xe lại để nó tạo ra thêm điện để đưa đưa về ác quy. thì cái cộng và trừ này nó tăng cái lực đó. thì đây là một cái điểm các bạn cần phải làm quen. thực sự tôi nói là lưu ý là các bạn cần phải làm quen bởi vì nó khá là là là, là sốc đối với những người mới lái thậm chí là nó còn khá nguy hiểm trong cái việc giao thông. ví dụ như là nếu các bạn gạt trừ có nghĩa là các bạn tăng dần cái cái lực phanh mạnh lên tăng dần cái lực thu hồi năng lượng mạnh lên ở cái mức cao nhất của trừ thì khi các bạn buông ra ra ấy, thì bình thường ra các bạn buông ra bình thường ở cái xe bình thường nó sẽ chỉ trôi nhẹ nhẹ đúng không nhưng nếu các bạn mà để trừ này mà để tăng mạnh nhất thì các bạn buông ra, ra một cái là gần như cả cái xe này nó được lấy lại năng lượng cho nên là nó dìm cái xe xuống gần như là không khác gì các bạn phanh nó dìm xuống mà nếu như không để ý là cả cái cơ thể chúng ta sẽ bị trường lên trước rất là khó chịu và nói thật tôi nói thật luôn là nếu mà chỉ chạy cao tốc hoặc là chạy đường dài thoáng thì hãm dùng cái chức năng đó chứ chạy trong phố mà các bạn để cái lực mạnh nhất của cái việc mà thua năng lượng này nó rất là khó chịu nó làm cái xe nó nó dìm xuống bực mình vô cùng và rất nguy hiểm trong trong cái vấn đề là khi nó nó dìm xuống mạnh như thế nó làm cho cái xe nó dừng lại khá đột ngột cho nên là có khả năng là những cái xe sau họ không phát hiện thấy họ rất dễ rũi vào đó thì chúng ta chỉ nên để mức bình thường thôi nếu mà cần tôi thì tôi nói thật là tôi không để luôn tôi vẫn dùng muốn phanh như bình thường tuy nhiên nếu như các bạn để phanh bình thường thì tôi lưu ý các bạn là khi lái một cái xe điện thì việc đầu tiên bắt đầu lên xe các bạn phải phải thử luôn cái lực phanh phải thử ngay lập tức cái lực phanh bởi vì phanh của xe điện nó rất khác so với xe xăng thứ nhất về trọng lượng nó quá nặng cái quán tính đà nó trôi đi rất là nặng cho nên là cái lực ở chân phanh của các bạn nó sẽ xảy ra hai tình huống một là khi các bạn đầu tiên vừa mới đạp ấy thì thường là nó sẽ không tác động nó sẽ không phanh ngay đâu tôi nói thật luôn là nó không phanh ngay đâu nó sẽ trôi trơ đi mất khoảng chừng vài năm mười mét đấy nhưng phải không và một lúc sau khi bắt đầu nó đã tác động cái lực phanh vào rồi á thì lúc đấy thì nó bắt đầu mới phanh dìm xuống thì nếu mà có thấy đạp phanh mà không thấy gì thì đừng hốt hoảng nó không đừng hốt hoảng là xe chúng ta mất phanh mà là xe điện thì nó phanh như thế nó nó sẽ phanh trễ lại một chút đó đương nhiên là các bạn thử người ta đạp thử đạp thử vài ba phát phanh khi bắt đầu lái xe ra đường để chúng ta quen với cái tình huống đó chúng ta đỡ bị hoảng hốt. Và bây giờ thì nói thêm một cái khía cạnh nữa là đây là một chiếc SUV đúng không ạ? Mặc dù nó là xe điện nhưng mà họ vẫn nói rằng là đây là SUV. Ờ ừ, thì đúng là một chiếc SUV thật khổ hình của nó thì nó cũng giống như là GLC, GOK rồi là GLE như ngày xưa đúng không? Thì mặc kiểu khác cái nó nó làm bằng xe điện. Vậy thì xe điện có thể off road được không? Thì uh, uh, dựa trên mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là gầm nó cũng khá cao. Thứ hai là điểm quan trọng nhất là nó dẫn động hai cầu nó dẫn động cả cầu trước lẫn cầu sau thì nó có hai motor độc lập à, vì thế rồi là lực máy nó rất là mạnh vì thế thì đương nhiên là vẫn có thể off road được đúng không nhưng mà cái off road của xe điện thì tôi nói thật luôn các bạn là nó chỉ gọi là off road ở cái dạng là đi chơi đường nó xấu xấu à, đi vào những cái um, resort và những cái điểm camping nó đường nó hơi tệ tệ một tí nó có thể lổn đổn nó có thể hố có thể suối uh, nhẹ nhàng và đường không có quá nhiều những cái hố lớn hố bé đó chỉ là những off road nó chỉ là như vậy chứ không phải là off road là như là mấy ông bán tải có thể là lội lên lội xuống lao dốc lao giết các thứ thì các bạn đừng có dại mà làm à, còn cái off road của dòng dòng xe điện đặc biệt là như chiếc xe tôi đang thử đây Nó có một cái điểm rất là hay là như này này Xe nó rất là nặng cho nên là cái trọng tâm nó được trì xuống cực tốt hơn rất nhiều so với những chiếc xe xăng. Vì thế là cái khả năng mà gọi là để bám đường này, khả năng mà cái xe để nó trì xuống đường là một trong những cái yếu tố rất quan trọng trong cái việc điều road là nó tốt hơn. Thì rõ ràng là khi mà vào những cái tình trạng mà đường nó, nó xấu hay là nó bị trượt trượt chẳng hạn thì cái xe của các bạn nó được chìm dưới đường ổn hơn thì nó sẽ tạo ra cái 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 tâm lý khi mà lái xe nó cũng đỡ sợ hơn rất là nhiều. Đó thế nhưng mà bù lại có một thứ nữa là lốp xe điện nó không phải là lốp hoặc rốt ngon lành đâu cho nên là cũng đừng có dại mà phang quá đà nó rất là nguy hiểm. À, vì là xe điện công nghệ xe thông minh cho nên là nó cũng có một số những cái tính năng thông minh rất là hay để có thể hỗ trợ cho các bạn khi mà đi off rốt cái điểm này thì là nó hay hơn những xe xe xăng uh, gọi là xe súp thông thường truyền thống rất là nó có những cái chế độ rất là đặc đặc trưng đặc đặc biệt ví dụ như là con EQS chẳng hạn là nó có hẳn cái gọi là cái Allroad mode tức là khi bấm vào cái Allroad đấy nó sẽ tạo ra mấy cái cái thứ cái tính năng để phục vụ cho cái việc đi đường xấu thứ nhất là nó có thể nâng hạ gầm nâng cái gầm cao lên nữa đấy, nâng cao lên thì có thể vượt qua gò mố một... thứ hai nó có thể tạo ra một cái hình ảnh nó dựa trên cái cam 360 độ của xe nó tạo ra một hình ảnh trong suốt của cái xe tức là nó làm biến mất hoàn toàn hình cả cái khung xe này nó chỉ còn hiện ra bốn cái lốp của các bạn thôi và camera hệ thống camera ở xung quanh xe nó sẽ trích xuất các cái hình ảnh nó chụp liên tục và các bạn có thể nhìn trực tiếp cái lốp xe của bạn ở dưới gầm xe của bạn nó đang đè lên những cái gì ở cái nền đường tại cái thời điểm đó thì đấy cũng là một cái rất là hay để các bạn không cần phải ra khỏi xe để ngó xem dưới dưới gầm xe của mình nó có cái gì đấy rồi là cam 360 độ thì À, có thể nhìn xung quanh xe để các bạn có thể nhìn thấy tất cả từng góc tám góc xung quanh xe cùng xe mình có va chạm vào cái gì hay không. nó cũng là một cái rất hay. Rồi hệ thống mô tơ điện nó kéo cả hai cầu và nó có thể thay đổi liên tục giữa rồi, các cái lực kéo giữa cầu trước cầu sau tùy theo cái mức độ cản của, của cái xe. nó thì cũng là cái thú vị rồi làm xe điện cho nên là không phải lo cái chuyện ngập nước mà bị thủy kích Đấy. cho nên là có thể là lội sâu hơn so với bình thường nội nước sâu hơn so với bình thường thì không 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 quá là run sợ quá lo lắng gì cả, Đó. nhiều thứ khá là hay ho. Rồi bây giờ khi mà nói về trải nghiệm lái một chiếc xe điện thì uh, rõ ràng gần đây các bạn uh, đều thấy rằng là ai cũng nói là về uh, lái một cái xe điện thì phải nói là đến cái gọi là tăng tốc đúng không ạ? cứ nói đến xe điện là phải khoe về sự tăng tốc. Uh, uh, mặc dù uh, quan điểm của tôi là khi mà lái xe cho dù bạn lái xe điện hay lái xe xăng như thế nữa thì cái việc đầu tiên là an toàn. Và muốn an toàn thì các bạn phải quan sát đường, các bạn phải tùy tình huống đường mà chạy chứ không phải là cứ thích chạy như thế nào là chạy đúng không ạ? Và rõ ràng chúng ta tham gia giao thông là chúng ta chạy trên đường giao thông bình thường. Vậy thì quan điểm của tôi là tăng tốc nó cũng phải tùy, tức là chỗ lúc nào cần thì mới mới tăng tốc chứ không phải tăng tốc là cái quan trọng nhất để bỏ tiền ra để mua xe. Đấy cho nên uh, việc điều đầu tiên là tăng tốc chỉ khi nào cần mới, mới mới dùng. Thì ở xe điện tăng tốc đúng thực sự nó rất nhanh, rất mạnh và nó là một cái thứ khác biệt hoàn toàn. Nó gọi là nếu mà nói một cách so sánh thì là nó tốt hơn rất rất nhiều gấp gấp hai gấp ba lần so với xe xăng. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề như này, tăng tốc ở xe điện đối với tôi tôi cho rằng là nó là một tính năng chứ không phải là một trải nghiệm. Bởi vì các bạn Uh, có một cái cái dựa trên cái cái gọi là hoạt động của động cơ các bạn thấy rất là rõ động cơ xăng là tăng tốc tức là chúng ta mồi thêm uh, nhiên liệu chúng ta tạo ra thêm cái lượng đốt thì cái lực cái, cái việc tăng tốc nó sẽ nhanh hơn và cái việc mà điều khiển cái sự tăng tốc đó nó phù hợp với toàn bộ cái cơ thể và cũng như cái cách điều khiển của chúng ta. Cho nên là khi tăng tốc một chiếc xe xăng là các bạn điều khiển được nó, các bạn cảm nhận được nó ở cái lực khi mà đạp ga ở đùi. Nhưng với xe điện nó rất khác ở chỗ là như này. Tăng tốc của xe điện là gì? Là cái việc thay đổi cái tốc độ vòng quay của cái motor điện và cái việc thay đổi tốc độ vòng quay của motor điện nó không liên quan gì đến cái 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 cảm giác, cái tương tác cơ thể của bạn cả. Cái chân ga mà khi các bạn đạp bạn nghĩ rằng là các bạn đang tăng tốc cái xe ấy? thực ra về mặt bản chất thì cái chân ga của bạn lúc đấy nó không khác gì cái việc mà các bạn lấy tay bật một cái công tắc một cái quạt điện nó là như vậy và tùy theo công suất của mỗi một dòng xe nó có thể là sẽ tăng tốc mạnh hơn lớn hơn ví dụ như cụ thể như chiếc EQ này nó tăng tốc từ 0 đến 100 km giờ trong vòng có dưới 5 giây có 4 4 giây 8 và nó khi mà đạp ga một coi như là các bạn bấm nút bật cái quạt điện là cả cái mô tô điện nó kéo nó vù một cái lên gần như nó không còn có độ trễ nó kéo vút các bạn lên một cái đây ví dụ như đặt tôi có thể thử cho các bạn ngay là bây giờ tôi đang chạy ở cái tốc độ là 50 đi đấy 45 50 với một xe xăng mà ở 50 mà tôi mà muốn đạp vụt lên ấy thì kiểu gì nó cũng sẽ phải dồ máy lên và nó cũng phải mất một lúc nó kéo cái cơ thể của tôi dùng dùng dùng, dùng lên nhưng với xe điện thì nếu mà bây giờ tôi đạp một phát này ấy các bạn nhìn thấy rõ ràng người tôi giật đằng sau như thế này vậy thì đây nó không phải là Là gọi là trải nghiệm lái nữa rồi và đây đúng rõ ràng là các bạn bật một cái tính năng kéo người đi mặc dù có thể các bạn trẻ thì sẽ coi rằng là cái chuyện kéo người đi giống như là các bạn chơi dù lượn nó lôi phục các bạn đi một cái là một cái thứ rất hay ho nhưng mà gọi nó là tăng tốc thì, thì nó thật là không đúng nó là một cái thú vui mới của xe điện thì đúng hơn và tăng tốc như thế nó thật ra là rất nguy hiểm chỉ nên dùng khi mà thực sự cần ví dụ như là cần phải vượt qua một cái gì rất là nhanh chứ còn đừng làm cái điều này trong cái tình huống giao thông thông thường bởi vì các bạn biết là xe điện nó tăng tốc gần như là đúng là gọi là nó lôi cái xe bắn vọt lên đằng trước thì nếu như có xảy ra một cái điều gì đó mà đan xen trong cái luồng giao thông các bạn không thể nào xử lý kịp đâu vì nó tăng tốc quá nhanh. Và đặc biệt là hai motor của xe Ben mà sqr này nó nó tăng tốc kinh khủng luôn nó kéo vút người lên một cái các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng gần như cả người tôi gần như bị kéo rất ngửa ra sau đúng không ạ đấy nó nó cả cái xe gần như nó không còn cái cái sự gọi là là tăng tốc nữa mà nó là bắn từ điểm này đến điểm khác nói chung là rất thú vị nhưng mà nhưng mà phải biết cách dùng